giới tư vấn bán hàng đang chào bán dòng xe Hyundai Santa Fe đời cũ, sản xuất 2021 với mức giảm 120-140 triệu đồng. Đa số xe trong đợt thanh lý này là phiên bản xăng cao cấp và dầu cao cấp. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn ít hàng hơn, có đại lý chào bán với mức giảm 45 triệu đồng, nhưng có thể đàm phán mức giá tốt hơn. Mức giảm kể trên chưa bao gồm quà tặng phụ kiện trị giá 10-20 triệu đồng. Một số đại lý có thể chuyển số tiền giảm giá thành hình thức tặng 100% lệ phí trước bạ. Xe sản xuất 2021 đã được bán dưới giá niêm yết từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên giảm tới 140 triệu đồng, đưa giá bản cao cấp đời cũ ngang ngửa với bản tiêu chuẩn đời mới. Ra mắt đầu năm 2019, Hyundai Santa Fe thế hệ thứ tư mang lại rất nhiều thành công xe TC Moto. Mẫu xe này từng là hàng hot khi khách hàng phải mua bia kèm lạc, cao nhất 150 triệu đồng. Đến cuối 2019, giá xe bắt đầu về đúng với giá khuyến nghị trước khi giảm dần cho tới nay. Xe 6 phiên bản, giá dao động từ 995 triệu đồng đến 1,245 tỷ đồng. Hiện tại, mẫu xe Hàn có phiên bản facelift, ra mắt giữa tháng 5 với mức giá 1,03 đến 1,34 tỷ đồng, cao hơn 35 đến 95 triệu đồng so với đời cũ. Xe phát triển dựa trên nền tảng khung gầm hoàn toàn mới N-Platform. Ngoại hình, nội thất đều thay đổi, đồng thời bổ sung thêm tính năng. Hyundai Santa Fe 2021 có hai tùy chọn động cơ, gồm động cơ xăng Smart Stream Thayer 3 2.5 lít và động cơ dầu Smart Stream D22 mới có cải tiến, kết hợp số tự động 6 cấp và 8 cấp ly hợp kép ướt. Năm 2020, Hyundai Santa Fe đạt mức tiêu thụ 11.425 xe, dẫn đầu phân khúc SUV cỡ trung, vượt qua những đối thủ mạnh như Toyota Fortuner, Ford Everest và Mazda CX-8. Cục diện năm 2021 có thể sẽ bị xáo trộn bởi màn tụt hạng của Toyota Fortuner năm ngoái là do nhiều tháng không có xe trước khi ra mắt phiên bản mới. Trong khi đó, Kia Sorento thế hệ thứ tư cũng đang thu hút được nhiều sự chú ý từ khách hàng, gia tăng sức ép lên đối thủ đồng hương. Phiên bản mới là cách để Hyundai Santa Fe nuôi hy vọng giữ vững ngôi vương doanh số trong năm nay.